Dùng phương pháp đặt ẩn phụ giải quyết bài toán mắc và mi. Nội dung hôm nay là phương giải bài toán tìm mắc và min. Mắc là giá trị lớn nhất này, min là giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tìm mắc và min của hàm số bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Và trong buổi hôm nay thì thầy sẽ làm với các bạn thông qua 3 ví dụ. Thì thông qua 3 ví dụ này thì các bạn sẽ hiểu được là cái phương pháp đặt ẩn phụ nó được làm như thế nào. Chúng ta xét ví dụ đầu tiên như sau. Rồi các bạn ghi cho thầy ví dụ đầu tiên. À, trong buổi hôm nay thì thầy nhờ một bạn, đó là bạn bạn Chu Hương Giang lớp 12A9. Thầy nhờ bạn Chu Hương Giang lớp 12A9 là nếu mà em ghi chép xong thì em báo với thầy là thưa thầy em ghi chép xong rồi, để thầy lại sang một ví dụ mới hoặc sang một nội dung mới các bạn nhé. Chu Hương Giang giúp cho thầy Vâng cái này, ạ. Chu Hương Giang nhé. Đấy, các bạn ghi cho thầy ví dụ 1 đi. Thầy mở chế độ tự động. Ấy ơi, thầy cho để chế độ tự động vào phòng đấy nhá, Thảo Ngân nhá. Thầy không tắt tắt ra đâu. À, một số bạn vẫn chưa điểm danh, ở trong lớp mình vẫn chưa điểm danh thì các bạn điểm danh đi nhé. Vì thầy đếm số lượng ở đây thì các bạn điểm danh chưa đủ. À, cách điểm danh của các bạn đó là các bạn nhìn vào cái phần chat của Zoom ấy, thầy có để một cái file ở đấy. Thì các bạn ấn vào cái file này thì nó sẽ hiện lên một cái trang web. Các bạn tìm đến tên của mình, tích vào tên của mình. Rồi ấn nút gửi. Các bạn chỉ làm một lần thôi nhé, không cần làm nhiều lần đâu. Đấy, như thầy thấy ở đây là có khoảng độ 10 bạn vẫn chưa điểm danh này, các bạn điểm danh đi. Trong trường hợp nếu bạn nào mà thấy không có tên của mình thì các bạn nhắn tin trên nhóm Zalo hoặc nhắn tin riêng của thầy, nhắn tin riêng cho thầy để thầy cập nhật lại nhé. Đấy, bạn nào chưa điểm danh thì điểm danh đi để đỡ bị quên. Rồi chúng ta xét ví dụ số 1 như sau. À, trước tiên thầy sẽ phân tích ví dụ này để các bạn thấy là tại sao chúng ta phải dùng đến phương pháp đặt ẩn phụ. Phân tích. À, quan sát bài toán các bạn thấy bậc cao nhất của nó là bậc 6. X bậc 6. Thế nên khi các bạn đạo hàm ấy, thì nó sẽ ra được đến x bậc 5. Từ đây chúng ta suy ra là cái phương trình y phẩy bằng 0 ấy, là một phương trình bậc 5. Đây là một phương trình rất khó giải. Và nhiều khi chúng ta không giải được vì chúng ta không có cái công thức hoặc phương pháp để giải nó. Với lý do như vậy, khi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số này, nếu các bạn làm trực tiếp thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ đây chúng ta suy ra cái cách làm như sau. Bước đầu tiên thầy viết lại hàm số nhé. Hàm số y bằng x mũ 6 cộng với 4 nhân với 1 trừ x bình phương tất cả mũ 3. Xác định trên đoạn từ âm 1 đến dương 1. Rồi, chúng ta đặt t bằng x bình phương. Và x này xác định trên đoạn từ âm 1 đến dương 1. Mục tiêu của thầy sẽ là tìm xem t nó chạy trên cái khoảng nào hoặc chạy trên đoạn nào.
thì chúng ta đạo hàm t ra. T phẩy sẽ bằng 2x. Cho t phẩy bằng 0. Chúng ta tìm ra được 2x bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra x bằng 0. Lập bảng biến thiên của t phẩy. Bảng biến thiên. À, x sẽ chạy từ âm 1 đến dương 1. T phẩy sẽ xét dấu. Và đây là hàm t. Rồi các bạn nhìn này. À, x của chúng ta ấy, nó sẽ chạy từ âm 1 đến dương 1 các bạn nhé. Âm 1 đến dương 1. Vậy x sẽ chạy từ âm 1 đến dương 1 này. À, tại x bằng 0 thì t phẩy bằng 0. Để xét dấu của t phẩy thì bên này dương, bên này âm. Lập được bảng biến thiên như thế này. Rồi thầy sẽ lấy x bằng các giá trị như sau. Thầy sẽ lấy x bằng âm 1, lấy x bằng 0 và lấy x bằng 1. Lần lượt thay vào cái phép đặt của chúng ta ở đây. Thì chúng ta tìm ra t lần lượt các giá trị là t sẽ là 1, t sẽ là 0 và tương tự t sẽ là 1. Vậy cái điều gì đang xảy ra ở cái bảng biến thiên này? Chúng ta bắt đầu quan sát. Khi x chạy từ âm 1 về 0, rồi tiếp tục chạy từ 0 đến 1, thì t sẽ giảm từ 1 về 0, rồi lại tăng từ 0 lên 1. Từ bảng biến thiên này chúng ta suy ra điều gì? À, chúng ta suy ra t sẽ thuộc vào đoạn từ 0 đến 1. T sẽ thuộc từ đoạn vào đoạn từ 0 đến 1. Sau khi tìm xong T thuộc vào đoạn từ 0 đến 1 thì chúng ta mới chuyển hàm số Y về dạng như sau. À, khi đó hàm số Y sẽ có dạng. Các bạn nhìn này, hàm số Y sẽ bằng T mũ 3 cộng với 4 nhân với 1 trừ T tất cả mũ 3. Đây chính là hàm số Y. Và từ đây chúng ta rút ra được hàm số Y sẽ bằng, các bạn khai triển ra nhé. Thì chỗ này sẽ, thầy nháp qua này, thì nó sẽ là T mũ 3 trừ 4 nhân với T trừ 1 tất cả mũ 3 bằng T mũ 3 trừ 4 nhân T mũ 3 trừ 3T bình cộng 3T cộng 1. Khai triển và rút gọn thì nó sẽ bằng trừ 3T bình trừ 3T mũ 3 cộng với 12T bình trừ 12T trừ 4. Rồi chúng ta rút ra hàm Y như này. Và hàm Y theo ẩn T sẽ chạy trên đoạn, sẽ chạy trên đoạn từ 0 đến 1. Đoạn từ 0 đến 1 chính là cái điều kiện của ẩn T đấy. Các bạn nhìn này. Đây. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái nhận xét. Thì cái nhận xét này các bạn có thể ghi vào vở cũng được, mà không ghi vào vở cũng được. Nhận xét như thế này. Max và min của hàm Y, max hoặc min của hàm Y theo ẩn X sẽ được chuyển thành max và min của hàm Y theo ẩn T. Như vậy là muốn tìm max và min của hàm Y theo ẩn X thì chúng ta sẽ tìm max và min theo ẩn T của hàm Y. Đấy, rồi chúng ta suy ngược trở lại. Bài toán yêu cầu là tìm max và min của hàm Y theo ẩn X. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm max và min của hàm Y theo ẩn T. Chúng ta xét Y phẩy theo ẩn T sẽ bằng trừ 9 lần T bình phương cộng 24T trừ đi 12. Xét Y phẩy bằng 0. Điều này tương đương với trừ 9T bình
cộng 24t trừ 12 bằng 0. À, cái này xin lỗi là hơi to, thầy không nhẩm được nghiệm. Bạn nào bấm máy hộ thầy. Thầy ơi, mạng nhà em lag nên nghe hơi giật giật. X bằng 2 với x bằng 2 phần 3. 2 và 2 phần 3. Vâng ạ. Ừ, ok. Như vậy t bằng 2 và t bằng 2 phần 3. À, ở đây các bạn phải chú ý một điều là các bạn bấm máy ấy, thì thường máy nó ra là x. Nhưng khi các bạn ghi ấy, thì các bạn phải ghi là t nhé. Vì chúng ta đang giải với hàm với ẩn t. Rồi chúng ta lập được bảng biến thiên như sau. T này, y phẩy này, y này. Cái bảng biến thiên này các bạn cứ kẻ dài thoải mái và sâu thoải mái nhé. Đấy. À, chúng ta đang xét t trên đoạn từ 0 đến 1. Như vậy t chạy từ 0 đến 1. Trong hai cái nghiệm này chỉ có nghiệm 2 phần 3 này thuộc vào khoảng từ 0 đến 1 thôi. Tại đây y phẩy bằng 0 các bạn nhé. Tại đây y phẩy bằng 0. À, thế thì chúng ta sẽ lấy một cái giá trị nào đó để thay vào cái khu vực này. À, thầy sẽ chọn t bằng 1 phần 2. Thầy chọn t bằng 1 phần 2. Sau đó thầy tính y phẩy tại 1 phần 2 để kiểm tra xem là nó bằng bao nhiêu. Vậy là chúng ta lấy số 1 phần 2 thay vào y phẩy. Thì chúng ta sẽ được cái giá trị là âm 9 phần 4 trừ đi 12. Trừ đi 12. Cộng với 12. Trừ đi 12. Thế thì 12 này trừ 12 này là hết. Âm 9 phần 4, vậy nó ra giá trị âm. Y phẩy mang dấu âm. Qua đây nó đổi dấu thành dương. Vậy chúng ta có thể lập được bảng biến thiên của nó rồi. Đấy, chúng ta lập được bảng biến thiên của Y theo ẩn T nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ quan sát đề bài như sau. Hoặc là chúng ta tính tất cả các giá trị này cũng được. Còn nếu mà tinh tế thì các bạn quay trở lại quan sát đề bài này. À, đề bài hỏi chúng ta là hãy tìm giá trị lớn nhất. Các bạn nhìn nhé. Hãy tìm giá trị lớn nhất. Rồi chúng ta quay trở lại bảng biến thiên này. Giá trị lớn nhất thì các bạn thấy rồi. Đây. Từ giá trị này nó giảm xuống giá trị này rồi tăng lên giá trị này. Vậy cái giá trị ở phía giữa này này. Đấy, thầy đang kẻ cái mũi đỏ đỏ đấy. Cái nút đỏ đỏ thì nó sẽ là min. Vậy max nó chỉ đạt được ở một trong hai đầu mút này thôi. Các bạn nhớ nhé. Max nó đạt được một trong hai đầu mút này thôi. Còn chỗ này chắc chắn là min rồi. Vậy thầy thay số 0 vào hàm y. Thay số 0 vào hàm y này. Đấy, chúng ta lấy t bằng 0 này. T bằng 1 này. Thay vào hàm y. Thì giữa hàm y ở phía dưới và hàm y ở phía trên, nếu các bạn tinh tế thì thay vào phía trên cũng được mà thay vào phía dưới cũng được. Thì theo quan sát của thầy, thầy thấy thay vào phía trên nó sẽ dễ thay hơn. Vậy thầy lấy t bằng 0 thay vào y ở phía trên. À, thì kết quả sẽ được là 4. Lấy số 1 thay vào hàm y, chúng ta được kết quả là 1. Dựa vào bảng biến thiên này chúng ta thấy là số 4 này chính là giá trị lớn nhất của hàm số. Đến đây chúng ta đưa ra kết luận như sau. Kết luận. Giá trị lớn nhất của hàm số y xét trên đoạn từ âm 1 đến dương 1. Đối với x nha, sẽ bằng 4. Xảy ra khi t bằng 0. Thay ngược trở lại ẩn ban đầu, x bình bằng 0 và dẫn đến x bằng 0. Đây là những thông tin chúng ta có được sau khi chúng ta phân tích cái bảng biến thiên này. Quay trở lại đề bài, người ta hỏi là tìm max. À, như vậy max bằng 4, chúng ta chọn được đáp án A.
Nếu người ta hỏi là đạt được giá trị lớn nhất tại điểm x bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả lời là x bằng 0. Hương Giang mà ghi xong thì báo cho thầy Hương Giang nhé. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích lại bài toán này thêm một lần nữa các bạn nhé. Thêm một lần nữa để các bạn nắm bắt được tinh thần làm việc của nó. Rồi, phân tích bài toán chúng ta sẽ phân tích như sau. Trước tiên các bạn sẽ nhận thấy cái hàm số này nếu chúng ta tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất một cách trực tiếp thì chúng ta sẽ gặp phải một cái bậc rất là cao, đó là bậc 6. Khi các bạn thực hiện việc đạo hàm thì nó sẽ trở về việc một cái phương trình bậc 5, rất khó làm việc. Với lý do như vậy nên chúng ta sẽ dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ tức là tìm những cái đối tượng hoặc những cái biểu thức giống nhau để đặt đặt T. Thì ở đây thầy tìm được đó là chính là x bình, chính là một cái biểu thức giống nhau ở đây. Sau khi đặt là T xong thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tìm xem T này nó chạy trên khu vực nào, nó chạy trên khoảng nào hoặc chạy trên đoạn nào. Và toàn bộ cái khu vực mà chúng ta lập bảng biến thiên như thế này chính là để tìm xem T nó chạy trên đoạn nào hoặc chạy trên khoảng nào. Nói một cách ngắn gọn đó là khi đặt ẩn mới thì phải tìm điều kiện cho ẩn mới. Đấy, các bạn có thể ghi nhớ cái câu vừa rồi là khi đặt ẩn mới thì phải tìm điều kiện cho ẩn mới. Sau đó chúng ta chuyển hàm y về ẩn t, chuyển hàm y từ ẩn x về ẩn t. Chúng ta dựa vào một nhận xét như sau: giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm y theo ẩn x chính bằng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y theo ẩn t. Vậy chúng ta tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y theo ẩn t. Tùy vào bài toán người ta yêu cầu tìm max hay tìm min mà chúng ta thay số vào những vị trí tương ứng phù hợp. Và ở đây người ta yêu cầu tìm max nên thầy chỉ thay ở hai cái đầu mút này thôi. Còn phía dưới này thầy không cần thay là vì nó là min. Nếu chúng ta thay cũng được không sao cả, nhưng trong quá trình làm toán thì tự nhiên nó mất thời gian và không giải quyết được vấn đề. Khi kết luận max và min của hàm y thì các bạn buộc phải tìm ra x nhé, buộc phải tìm ra x. Vì người ta sẽ hỏi là hãy tìm max và min của hàm y, hoặc người ta sẽ hỏi là hãy tìm max và min của hàm y đạt được khi x bằng bao nhiêu. Vậy cái việc tìm ra x này là một thói quen cần thiết các bạn cần phải có. Ví dụ số 1 thầy đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Rồi các bạn ghi cho thầy đề bài của ví dụ số 2. Lên YouTube cày view. Lên YouTube cày view chẳng qua là gì, là khi các bạn muốn xem lại thôi. Còn giữa việc chúng ta ngồi học trực tiếp như thế này với việc lên YouTube ấy, cái cảm xúc nó khác nhau các bạn. Lên YouTube nhiều khi chúng ta xem chúng ta hay tua. Các bạn xem các bài giảng và theo kiểu như xem phim. Đấy, các bạn hay tua. Đấy, còn khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta vừa ghi chép và chúng ta định thần, chúng ta làm. Có vấn đề gì chúng ta trao đổi, nó sẽ khác. Nó mang yếu tố cảm xúc nhiều hơn.
Một số bạn vẫn chưa điểm danh, các bạn chưa điểm danh thì các bạn vào điểm danh lại cho thầy nhé. Một số bạn vẫn chưa điểm danh, Quyên chưa điểm danh thì thầy vừa gửi lại cái link điểm danh ấy, ở cái phần chat của Zoom ấy. Các bạn cố gắng và điểm danh đầy đủ cho thầy. Rồi bây giờ chúng ta xét ví dụ số 2. Thì ví dụ số 2 thì yêu cầu của bài toán đó là hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. À, điều này có nghĩa là ở trong bảng biến thiên cuối cùng ấy, chúng ta sẽ phải tìm đồng thời giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Và cái hàm số của chúng ta chính là hàm y, là một hàm tương đối phức tạp. Nó gồm có một căn thức và một biểu thức ở phía ngoài. Vậy là chúng ta thấy x là vừa nằm trong căn thức rồi lại vừa nằm ở phía ngoài. Nếu chúng ta trực tiếp tính đạo hàm thì cũng có thể ra được bài toán này. Thế nhưng cái việc giải phương trình y phẩy bằng 0 nó sẽ rất khó khăn. Các bạn có thể thử nhé. Các bạn có thể thử đó là đạo hàm rồi cho nó bằng 0. Cái việc giải phương trình rất khó khăn. Với lý do như vậy thì thầy sẽ dùng đến cái phương pháp đặt ẩn phụ. Thầy biến đổi hàm số y như sau. Y sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng với 2x trừ đi x bình phương. Cộng với chỗ này khai triển ra sẽ là x bình phương trừ 2x cộng 1 trừ 5 thành trừ 4. Các bạn sẽ quan sát thấy là có hai cái biểu thức này nó giống nhau quá. Nó rất giống nhau. Nó chỉ khác nhau về dấu thôi. Thế nên thầy sẽ có một cái biến đổi tiếp theo như thế này. Đó là căn của 3 cộng 2x trừ x bình cộng x bình trừ 2x trừ 3 sau đó trừ 1. Các bạn quan sát thấy hai biểu thức này đã giống hệt nhau rồi, nó chỉ khác nhau về dấu thôi, khác nhau về dấu. Do có những đối tượng tương đối giống nhau như thế này nên chúng ta nghĩ đến việc đặt ẩn phụ. Thì trước khi đặt ẩn phụ thì chúng ta phải kiểm tra xem là x nó chạy trên cái đoạn nào hoặc chạy trên khoảng nào. Vậy chúng ta tìm tập xác định của hàm y. Để tìm tập xác định của hàm y thì chúng ta phải giải điều kiện như sau. Đó là 3 cộng với 2x trừ đi x bình phải lớn hơn bằng 0. Đây là điều kiện của biểu thức dưới dấu căn. Thầy chuyển dấu lại thì thầy sẽ có được phương trình, bất phương trình là x bình trừ 2x trừ 3 nhỏ hơn bằng 0. Biểu diễn nó trên trục số để xét dấu. Nghiệm sẽ là âm 1 và 3. Tại đây nó bằng 0. Dấu của x bình phương này sẽ rơi ra đằng sau. Vậy là dấu dương qua nghiệm đổi dấu. Các bạn quan sát thấy là nhỏ hơn bằng 0. Tức là chúng ta sẽ lấy cái phần từ 1 đến 3. Đấy, phần âm. Vậy tập xác định của chúng ta sẽ là đoạn từ âm 1 đến 3. Bây giờ chúng ta sẽ đặt T bằng căn thức. Đó là 3 cộng với 2x trừ đi x bình phương. Với x xác định trên đoạn từ âm 1 đến 3. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đoạn mà x nó đang xác định nha. Đấy, trên đoạn từ âm 1 đến 3 này. Nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra xem cái giá trị T này, cái hàm T này này, nó sẽ di chuyển như thế nào, nó thuộc vào khoảng nào và thuộc vào đoạn nào. Để làm được điều đó thì chúng ta lập bảng biến thiên của T. Thầy tính T phẩy. T phẩy sẽ bằng 1 trừ x chia cho căn của 3 cộng 2x trừ x bình phương. Cho T phẩy bằng 0 dẫn đến tử số bằng 0, tức là 1 trừ x bằng 0. Và chúng ta tìm ra được x bằng 1. Lập bảng biến thiên của T phẩy, của hàm T. X T phẩy T. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy là x chạy từ âm 1 đến 3. X bằng 1 thì T phẩy bằng 0. Chúng ta điền được dấu của T phẩy. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Lần lượt lấy x bằng âm 1
lần lượt lấy x bằng âm 1, x bằng 1 và x bằng 3 thay vào phép đặt ban đầu. À, với x bằng âm 1 thì kết quả sẽ t sẽ ra là 0. Với x bằng 3 thì kết quả cũng ra là 0. Với x bằng 1 thì kết quả sẽ ra là 2. Là 2. Từ đây chúng ta suy ra khi x chạy từ âm 1 qua số 1 đến số 3 thì t sẽ chạy từ 0 lên đến 2, rồi từ 2 lại giảm xuống 0. Từ cái bảng biến thiên này chúng ta sẽ thấy t thuộc vào đoạn từ 0 đến 2. Vậy chúng ta đã tìm ra được là t thuộc vào đoạn từ 0 đến 2. Quay trở lại hàm số ban đầu thì hàm y sẽ trở thành gì? Hàm y sẽ bằng, à, chỗ này sẽ là t này, chỗ này sẽ là trừ t bình này, trừ 1 này. Do đó hàm y sẽ bằng là trừ t bình cộng t trừ 1 và xác định trên đoạn từ 0 đến 2. Vì chúng ta đã tìm ra t thuộc đoạn 0, 2 như ở phía trên vừa tìm. Đấy, các bạn có thể thấy. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm y theo ẩn t. Đến đây thì nó lại là một công việc tương đối là quen thuộc rồi. Trừ 2t cộng 1 cho y phẩy bằng 0. Chúng ta tìm ra được trừ 2t cộng 1 bằng 0. Tức là t sẽ bằng 1 phần 2. Lập bảng biến thiên của hàm y theo ẩn t. Ăn trước đi. Đúng rồi đấy, ăn cơm trước đi, bảo bố mẹ ăn cơm trước đi, con đang bận học đây này, đang lo cho tương lai đây này, để con phần một ít thôi. Rồi t chạy từ 0 đến 2 các bạn nha, từ 0 đến 2 này, tại t bằng 1 phần 2 thì y phẩy nó bằng 0 này, chúng ta sẽ điền dấu âm và dấu dương ở đây. Cái việc điền dấu của y phẩy thì chúng ta quen rồi nên thầy không nhắc lại nữa. À, hàm đồng biến đây, sau đó hàm nghịch biến. Rồi đến đây các bạn phải thật cẩn thận này, chúng ta sẽ lấy t bằng 0. T bằng 0 này, t bằng 1 phần 2 này, và t bằng 2 này, lấy 3 giá trị này thay vào hàm y. Thì với t bằng 0 thì chúng ta ra được giá trị là âm 1. Với t bằng 2 thì chúng ta ra được giá trị là âm 3. 22 là 4. 4 với 1 là 5, 2 trừ 5 còn âm 3. Với số 1 phần 2 thì chỗ này là trừ 1 phần 4, rồi lại cộng 1 phần 2, sau đó trừ 1. Thì 1 phần 2 trừ 1 phần 4 còn 1 phần 4, 1 phần 4 trừ 1 còn trừ 3 phần 4. À, quan sát cái bảng biến thiên này rõ ràng chúng ta thấy min của nó bằng âm 3. Đấy các bạn nhìn thấy nhé, min bằng âm 3 và max của nó bằng 3 phần 4. Các bạn thấy được chưa nào? Đấy, các bạn đã tìm ra min và max rồi này. Đấy. Sau khi tìm ra min và max ấy, thì chúng ta bắt đầu mới quay trở lại đề bài. Xem là người ta hỏi min max bằng bao nhiêu, chúng ta chọn đáp án cho nó phù hợp. Chúng ta quay trở lại đề bài. À, chúng ta nhận thấy đáp án chính là đáp án A, min bằng âm 3 và max bằng âm 3 phần 4. Hoàn toàn với phù hợp với cái bảng biến thiên mà chúng ta vừa làm. Bây giờ thầy sẽ thu nhỏ bài toán lại để các bạn có một cái nhìn tổng quan cho toàn bộ bài toán này.
Qua hai ví dụ các bạn có thể nhận thấy các bước làm đó là đặt ẩn phụ là T, tìm điều kiện của T, rồi tính max min theo ẩn T. Tính max min theo ẩn T. Hương Giang ghi xong báo cho thầy Hương Giang nhé. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Chờ các bạn một chút, tại vì có bạn ghi nhanh, bạn ghi chậm. Chúng ta còn một ví dụ số 3. Cái ví dụ số 3 này là một ví dụ rất là hay vì nó liên quan đến các hàm số lượng giác. Và trong cái tờ bài tập tự luận hôm trước chúng ta có đề cập đến. Thì hàm lượng giác là một cái hàm mà khi tìm max và min người ta hay dùng cái phương pháp đặt ẩn phụ các bạn nhé. Đây các bạn chép cho thầy ví dụ số 3. À, quan sát cái bài toán này chúng ta thấy đây là một cái hàm lượng giác. Thì khi tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm lượng giác thì nó sẽ xảy ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất là các bạn có thể dễ dàng đảo hàm. Nhưng tình huống thứ hai là quá trình đảo hàm nó trở nên phức tạp và các bạn phải giải phương trình lượng giác rất là khó. Thế nên khi làm những cái bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác, người ta có xu hướng dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Thầy nhắc lại là có xu hướng dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Yêu cầu của bài toán là tìm giá trị nhỏ nhất các bạn nhé. Rồi. Thế thì đầu tiên thầy sẽ chép lại đề bài rồi phân tích cách suy nghĩ để các bạn xem. Hàm y sẽ bằng cos bình phương của 2x trừ đi sin x cos x cộng 4. Thì mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là đưa toàn bộ cái hàm số này về một ẩn. Ẩn đó có thể là sin x, có thể là cos x, có thể là tan x, có thể là cotan của x, hoặc cũng có thể đưa nó về sin của 2x, cos của 2x, tan của 2x, vân vân. Hoặc cũng có thể đưa nó về sin của x cộng cos của x hoặc sin của x nhân cos của x. Ý muốn nói là bằng cách nào đó chỉ đưa về một ẩn nào đó thôi. Thì ở bài toán này thầy sẽ đưa về ẩn sin 2x. Còn tại sao lại biết là đưa về ẩn sin 2x thì có thể giải thích như sau. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn nên học lại phần lượng giác lớp 11. Phần lượng giác lớp 11 các bạn lên kênh YouTube của thầy, thầy đang dạy các bạn lớp 11 đúng phần này, đó là biến đổi lượng giác và giải phương trình lượng giác. Nên tranh thủ thời gian hè vào kênh YouTube của thầy xem lại nhé. Đấy. Thì khi các bạn làm về lượng giác nó quen ấy, thì các bạn sẽ tự sinh ra cái khả năng là biết được cái hàm số này nên biến đổi về hàm nào. Đấy, nên biến đổi về hàm sin 2x hay là cos 2x. Và chúng ta cần phải nhớ được các công thức lượng giác nữa.
Với lý do như vậy thì thầy sẽ biến đổi hàm số y như sau. Y sẽ bằng, các bạn bắt đầu nhìn này, cốt bình x thầy sẽ chuyển thành là 1 trừ đi sin bình của 2x. Đấy. À, còn cái biểu thức tiếp theo đó là sin x cos x thì thầy sẽ biến đổi thành là trừ 1 phần 2 của sin 2x. Số 4 thầy để nguyên. Như vậy hàm số y trở thành trừ sin bình của 2x trừ 1 phần 2 sin 2x cộng 5. Tập xác định của hàm số này là toàn bộ trục số R các bạn nhé. Đấy, toàn bộ trục số R. Rồi, đến đây thì chúng ta đặt ẩn phụ. Đặt T bằng sin 2x. Ở hai bài trước các bạn phải lập bảng biến thiên các bạn mới tìm ra T. Nhưng ở bài này chúng ta thấy nó đơn giản hơn, đó là T sẽ thuộc vào đoạn từ 0 đến 1. Xin lỗi, từ âm 1 đến 1. Lý do là sin của góc alpha bao giờ cũng thuộc vào đoạn từ âm 1 đến 1. Đấy, đây chính là lý do. Vậy hàm số y trở thành trừ t bình trừ 1 phần 2t cộng 5 xác định trên đoạn từ âm 1 đến 1. Rõ ràng việc tìm max và min của hàm t này, hàm theo t này dễ hơn việc tìm max và min của hàm theo x khi chúng ta có các hàm lượng giác. Xét y phẩy trừ 2t trừ 1 phần 2 cho y phẩy bằng 0. Chúng ta dễ dàng tìm ra được đó là trừ 2t trừ 1 phần 2 bằng 0. Dẫn đến t bằng âm 1 phần 4. Lập bảng biến thiên. T, y phẩy, y. Rồi, do T chạy từ âm 1 đến dương 1, chúng ta điền như thế này. Tại T bằng âm 1 phần 4 thì y phẩy bằng 0. Chúng ta điền được dấu của y phẩy nhé. Đấy. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Chúng ta sẽ lần lượt lấy các giá trị đó là T bằng âm 1, T bằng âm 1 phần 4 và T bằng 1 thay vào hàm y để tìm ra max và min. Bắt đầu chúng ta thay. Nếu là số âm 1 thì thay vào sẽ là âm 1 cộng 1 phần 2 cộng 5. Âm 1 cộng 1 phần 2 cộng 5 thì 1 phần 2 trừ cái này thì còn trừ 1 phần 2. 10 trừ 1 phần 2 còn 9 phần 2. Rồi bây giờ thầy lại tiếp tục thay số 1 vào để tính toán. Thay số 1 vào thì được trừ 1 trừ 1 phần 2 cộng 5. Thì 5 trừ 1 còn 4. Vậy 4 trừ 1 phần 2 là 8 phần 2 trừ 1 còn 7 phần 2. Các bạn có thể dùng máy tính để tính cho nhanh hoặc là cho nó đỡ bị nhầm. Thầy thì thầy quen tính bằng nhầm rồi. À, bây giờ thay số 1 phần 4 vào là khó nhất là sẽ thành là trừ 1 phần 16 cộng với 1 phần 8 cộng với 5. Thì 1 phần 8 trừ 1 phần 16 thì còn 1 phần 16. 5 nhân với 16 nó rơi vào khoảng 80, cộng 1 là 81, nó rơi vào khoảng 81 phần 16. Sau khi tính xong các giá trị này thì chúng ta mới quan tâm lại đề bài. Đề bài yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất. À, giá trị nhỏ nhất như vậy đây, giá trị nhỏ nhất bằng 7 phần 2. Các bạn thấy được chưa? Min bằng 7 phần 2. Kết luận, giá trị nhỏ nhất của hàm y bằng 7 phần 2 đạt được khi t bằng 1,
Các bạn nhớ nhé, t bằng 1. Chúng ta quay trở ngược lại ẩn x này, sin 2x bằng 1. Sin 2x bằng 1 thì dẫn đến là 2x sẽ bằng là pi trên 2 cộng kpi, cộng 2kpi. Chia cả hai vế cho 2 thì chúng ta tìm được x bằng pi trên 4 cộng với kpi với k thuộc vào z. Vậy kết quả của bài tập, bài toán này đó là min bằng 7/2 đạt được khi x bằng pi trên 4 cộng kpi với k thuộc vào z. Thầy sẽ thu nhỏ bài toán lại để các bạn có một cái nhìn tổng quan. Rồi. 7/2 pi trên 4 cộng kpi, vậy so sánh với đáp án chúng ta thấy đáp án B là đáp án cần lựa chọn. Ghi xong chưa Giang ơi? Em ghi xong rồi ạ. Rồi, ok. Đây, thầy có chuẩn bị cho các bạn một cái bài kiểm tra. Thì, trước khi làm cái bài kiểm tra này thì thầy sẽ giải thích cho các bạn một số câu như thế này, để các bạn có thể làm bài kiểm tra này một cách thuận tiện nhất. À đây. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ, nó không thuộc phần này nhưng mà thầy rất muốn làm với các bạn. Đây các bạn ghi cho thầy cái ví dụ của câu 22 này. Đấy, các bạn vẽ hình sơ sài thôi cũng được. Các bạn ghi cho thầy câu 22 nhé. Đấy. Cho đồ thị của hàm số f phẩy. Cho đồ thị của hàm số f phẩy. Thầy sợ các bạn không nhìn được thì thầy sẽ viết to lên ở đây để các bạn nhìn. Y bằng f phẩy. Đấy. Các bạn chép cái đồ thị này vào nhá, ghi cái đồ thị này vào. Chỗ này là âm 1 này. Đấy, chỗ này là 3 này. Chỗ này là 3. À, vẽ xong cái đồ thị này và ghi xong đề bài thì Giang báo cho thầy nhé. À, đây là một cái dạng bài toán mà Teo Đức chúng ta chuẩn bị làm, đó là dựa vào đồ thị và bảng biến thiên để tìm ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Nhắc lại, dựa vào đồ thị hoặc bảng biến thiên để tìm ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Đây chính là một cái tờ bài tập mà Teo Đức chúng ta sẽ làm. Em ghi xong rồi ạ. Ừ. Ok,
Rồi bây giờ các bạn cùng quan sát này, thầy sẽ cố gắng phóng nó đủ to lên để các bạn nhìn nhé. Tại vì đây nó ok. Rồi, thầy phóng đủ to để các bạn nhìn. Cái bài toán này nó cho chúng ta cái gì? Thì đây là một cái dạng toán mới, do đó thầy cần phải giải thích trước để theo nữa các bạn có thể làm được nhé. Để theo nữa các bạn có thể làm được. Nó cho đồ thị của hàm y phẩy. Đấy, nó cho đồ thị của hàm y phẩy. Thế thì cho đồ thị của hàm y phẩy ý nghĩa là gì? Đây các bạn nhìn. Đây là trục Ox này. Nếu mà cái đồ thị nó nằm ở phía trên ấy, thì y phẩy sẽ mang dấu dương. Nếu mà đồ thị mà nó nằm ở phía dưới ấy, thì y phẩy sẽ mang dấu âm. Đấy, ý của nó là như vậy. Thế thì quan sát vào đồ thị này, quan sát vào đồ thị này thì các bạn nhận thấy điều gì? Các bạn nhận thấy đây, ở cái khu vực này là y phẩy, đồ thị nó nằm ở phía trên. Các bạn thấy chưa? Nên y phẩy mang dấu dương. Ở cái phần này đồ thị ở phía trên, nên y phẩy mang dấu dương. Ở cái phần này đồ thị ở phía dưới của trục Ox, nên y phẩy mang dấu âm. Vậy khi người ta cho chúng ta đồ thị của y phẩy hoặc đồ thị của f phẩy, chúng ta sẽ tìm ra được khi nào y phẩy mang dấu âm và khi nào y phẩy mang dấu dương. Phần nằm phía trên trục x, trục Ox là mang dấu dương, phần nằm phía dưới trục Ox là mang dấu âm. Vậy chúng ta có thể lập được bảng biến thiên như sau. Đấy. Từ cái đồ thị này chúng ta bắt đầu mới lập được bảng biến thiên các bạn này, bảng biến thiên. Các bạn nhìn cách lập bảng biến thiên nhá. X f' fx. Rồi chúng ta cứ lập bảng biến thiên đã này. Rồi x sẽ chạy từ âm vô cực đến dương vô cực. Các bạn quan sát cho thầy hai cái giao điểm này, thầy tô màu đỏ này, đấy, hai cái giao điểm tô màu đỏ này. Tại hai cái giao điểm này ấy, chính là y phẩy bằng 0 đấy. Như vậy là thầy điền số âm 1 và điền số 3 thì tại đây thì f phẩy hay y phẩy nó bằng 0. Rồi cái phần mà thầy đang có cái bút chỉ đấy là phần từ âm vô cực đến âm 1. Đồ thị của y phẩy ở phía trên trục Ox nên y phẩy mang dấu dương. Từ âm 1 đến 3, đồ thị nằm phía dưới trục Ox nên từ âm 1 đến 3 y phẩy mang dấu âm. Tương tự y phẩy mang dấu dương. Sau khi đã có dấu của y phẩy rồi thì chúng ta đã lập được bảng biến thiên của hàm số. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta lập được bảng biến thiên của hàm số nha. Kết luận ở đây là gì? Dựa vào đồ thị của y phẩy hay của f phẩy, chúng ta có thể lập được bảng biến thiên của hàm số y bằng f. Đấy. Bây giờ chúng ta mới quan tâm xem người ta yêu cầu chúng ta làm gì. Tìm giá trị nhỏ nhất. Các bạn quan sát này, giá trị nhỏ nhất trên đoạn âm 1 đến 4. Vậy thầy sẽ lấy âm 1 đến 4. Âm 1 thì nó trùng luôn vào đây rồi đúng không nào? Âm 1 đến 4. Chúng ta quan tâm trên đoạn từ âm 1 đến 4. Thì hàm số sẽ đi như thế này. Nó đi xuống. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau đó đi lên. Đồng ý không nào? Như vậy cái giá trị thấp nhất này nó chính là min. Min bằng cái giá trị nào đó ở đây. Và tương ứng với nó là khi đó x bằng 3. Kết luận là min của hàm số bằng một cái giá trị nào đó đạt được tại x bằng 3. Đấy là những thứ chúng ta khai thác được ở bảng biến thiên này. Thế người ta hỏi là gì? Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn này tại x bằng mấy? Chúng ta vừa tìm được tại x bằng 3 rồi. Nên đáp án của chúng ta là đáp án A tại x bằng 3.
Giang ghi xong chưa Giang ơi? Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Như vậy cái nội dung của ngày hôm nay chúng ta gồm có những nội dung như sau, thầy đã trình bày với các bạn. Nội dung thứ nhất đó là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Các bạn hãy về nhà làm lại cho thầy ba ví dụ này thật cẩn thận. Thầy nhắc lại thật cẩn thận. Sau đó các bạn có thể làm bài tập ở cái phần bài tập tự luận hôm trước. Đó chính là bài tập số 4. Sau đó nội dung thứ hai thầy có trình bày với các bạn đó là gì? Chúng ta dựa vào đồ thị của hàm F' để suy ra bảng biến thiên. Thì từ bảng biến thiên này các bạn có thể nhận định được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Ok, bây giờ thầy sẽ gửi các bạn một bài kiểm tra trắc nghiệm và yêu cầu chúng ta làm xong nghỉ. Trong quá trình làm các bạn vẫn giữ nguyên Zoom ở đây để khi các bạn cần hỏi cái gì thì thầy giả trả lời cho các bạn cái đó. Bài tập này chúng ta sẽ làm trên Azota. Đấy, thầy vừa gửi link vào trong chat của Zoom. Trong chat của Zoom. Và nếu bạn nào thích thì các bạn có thể vào nhóm Zalo, các bạn ấn vào cái link đề cũng được, thầy gửi đồng thời hai nơi để các bạn thuận tiện các bạn tìm. Sau khi ấn vào đấy xong thì các bạn nhập tên tuổi và các thông tin liên quan để sau này chúng ta biết được ai làm được bao nhiêu điểm. Các bạn nhớ đặt đúng tên, đúng lớp của mình nhé. Ví dụ như là 12A5 gạch ngang Chu Xuân. Ví dụ như vậy, được chưa nào? Hoặc 12A10 Vũ Ngọc Phúc. Các bạn cố gắng là đặt tên có dấu để sau này chúng ta phân biệt tên của các bạn cho dễ. Thời gian làm bài này là 45 phút đến 1 tiếng. Thì các bạn bắt đầu làm tính từ thời điểm này. Đấy, chúng ta vào làm nhé. Trời ơi, có đứa ngoan ơi là ngoan ấy. Và thầy ơi, cho em nghỉ 5 phút em đi cắm nồi cơm. Thế xong em quay lại em học. Trời đất ơi, sao ngoan thế. Ok, chúng ta bắt đầu vào làm đề đi các bạn. Sao chưa thấy đứa nào vào làm đề nhỉ? Linh Chi vào làm đề chưa Linh Chi? Dạ em đang làm rồi ạ. Cô đã làm rồi, sao ở đây thầy vẫn chưa thấy cập nhật là có người làm nhỉ? Hay chắc là chờ một chút nữa thì nó mới vào đi. Em thấy em vào rồi nhưng mà nó không hiện đề ạ. Ô thế á? Vâng. Để thầy sẽ làm là sẽ là thi thử đây có. Đấy thầy làm bình thường đây mà. Đây, thầy đang làm hết sức bình thường đây. Để thầy gửi lại cái link cho các bạn nhé.
Thầy gửi vào Zalo ấy thầy ơi. Ở đây thầy gửi vào Zalo đây rồi. Đấy đúng rồi đấy, có Đỗ Trần Hiếu làm bình thường đây mà đúng không? Đâu có bị lỗi gì đâu Hiếu ơi, hoàn toàn bình thường mà Hiếu. Đề hoàn toàn bình thường nhé Hiếu nha, không có lỗi gì đâu. Ờ ok. Đề hoàn toàn bình thường đấy, không có vấn đề gì đâu các bạn. À đấy, thầy bắt đầu thầy có các bạn vào làm rồi này. Ô, tin nhắn của thầy không hiển thị. Đây đây, thầy gửi lại này. Chu Văn Kiên A8 đã vào làm đề chưa Chu Văn Kiên?